Ngày ấy, tại làng Nazareth, cô thôn nữ Maria đã vội vã lên đường với lòng rực cháy, đôi chân hăng hái và phấn khởi trên đường đến miền núi Giu-đê thăm người chị họ là bà Elizabeth để cùng chia sẻ niềm vui trọng đại mà cả hai người phụ nữ đã được Chúa yêu thương ban cho món quà vô giá. Trên hành trình hơn 160 km để đến được ngôi nhà của hai ông bà Zacharia và Elizabeth, mẹ Maria đã phải vượt qua bao con suối, băng qua những ngọn đồi, những khi nắng gắt và cả những cơn gió ngược chiều. Biết bao khó khăn mẹ phải đối diện, thế nhưng mẹ vẫn bước đi trong niềm vui. Mỗi bước chân là mỗi nhịp hân hoan, vì mẹ biết mẹ không đơn độc. Chúa Giêsu vẫn ở với mẹ và cùng mẹ lên đường. Trên hành trình dâng hiến hôm nay, hình ảnh chị nữ tu nữ vương hòa bình hân hoan lên đường, nhiệt tình trong sứ vụ được trao phó. Thế nhưng, những con suối, những ngọn đồi cũng chính là những cản trở, những khó khăn trên hành trình dâng hiến của mỗi người. Bước chân sẽ chậm lại, nặng nề và sẽ khó khăn nếu chúng ta bước một mình. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ luôn cảm thấy niềm vui trên hành trình dâng hiến, cảm thấy say mê trên hành trình truyền giáo nếu chúng ta biết rằng có mẹ cùng đi với ta. Và như Chúa Giêsu đã đồng hành với mẹ năm xưa thế nào, thì chính Người cũng sẽ trợ lực và nâng đỡ cho mỗi người chúng ta trên hành trình dâng hiến như vậy. Niềm vui trong hành trình sứ vụ của mẹ Maria là mang Chúa đến với gia đình người chị họ. Niềm vui tràn đầy khi mẹ Maria đã chia sẻ niềm hạnh phúc có Chúa cho gia đình nhỏ tại miền Giu-đê và cho toàn thể nhân loại. Hành trình thăm viếng của mẹ cũng sẽ được tiếp nối qua những chuyến thăm viếng những người chị họ tại các buôn làng, các giáo điểm truyền giáo. Trong hành trình sứ vụ hôm nay, niềm vui lên đường là niềm vui có Chúa đồng hành. Hành trang lên đường là với nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng bừng cháy và đôi chân bước nhanh. Mẹ ơi tháng ngày
con theo bước chân mẹ đi thăm viếng anh em mình, tựa dòng sông mênh mông chờ nàng phù sa bao la với niềm vui cho dân xứ sông. Một lần thăm viếng là gầm lại trong Giêsu, bài học hay luôn yêu thương con đường của Ngài cho ta hạnh phúc thiên đàng. Maria mẹ là một gương cho con, chúng con bình tâm vững chí theo bước chân mẹ đến viếng thăm hết mọi người quen thuộc cũng như xa lạ.